Cái gì vậy bà nội? Có đèn, có đèn. Có đèn, có đèn. Có đèn mà, có đèn mà. Rớt quả vậy, nhìn thấy rớt nhẫn. Chị tính sao cũng được hả chị? Đám cưới đám cưới. Thôi cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Gì vậy? Ủa gì vậy? Nè. Gì vậy? Cay. Cay. Nè. Hai tụi bay. Quýt. Thiệt tài. Hiện tại. Nè, hai đứa bay, có bằng chứng thì nói chuyện, không có thì biên. Nhanh. Đúng, hợp lý. Là anh sẽ cưới em à? Đúng rồi. Anh Phương. Rồi, mày xong rồi. Em, sao em ở đây? 5 minutes later. Quý. Anh Phương. Em. Hai ba lại. Thôi. Ui sợ quá, sợ quá. Trời đất ơi, mày bán rau tao tưởng mày công an phường không. Lại lại nha, lại hai ba. Mày làm gì vậy? Ui sợ quá, sợ quá. Tao hỏi mày làm gì mới đúng. Hai ba. Ê. Ê, chừng đó. Ăn ngon miệng. Bồn chứ sao không bồn mày. Ở nhà có một mình cho nên là cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thôi. Đây. Đang diễn đó, đang diễn đó. Hai ba lại nè. Ngân hàng ACB. Đúng. Mày khùng mà. Rồi, em đọc rõ ngân hàng ABC. Quý. Nó xì chưa nè. Đỡ cây đi thôi, đỡ cây đi, đừng coi nữa, đỡ cây đi. Ui sợ quá, phải ban nó thôi. Không được. 5 minutes later. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Có mình đó hả? Vô mặt có mình đó hả? Không biết nữa. Không biết nữa. Không. Không có nhớ. 2, 1, 5 minutes later. Xe nó mới quá. Sao đâu. Mày làm hư set rồi đó. Rồi. Ok. Đang cảm xúc mẹ. Wow. Cảm ơn. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Em dừng lại xíu nữa. Anh ơi trời ơi, cái đó là em dẹo dữ lắm rồi đó. Nè, vừa xong con nha. Five minutes later.
thích gì cứ lấy đi, em cứ ngại thôi. Anh đẹp trai vậy sao mà tự nhiên cho nổi. Của em 20k, tặng thêm 2 củ cà gót. Cảm ơn. Cảm ơn anh nha, bữa sau em tới ủng hộ. Cái đó là em dẹo dữ lắm rồi đó. Xem qua ủng hộ nữa nha. Women. Ủa anh đấu cùng đẳng cấp đâu? Phiền. Ủa đi đâu vậy? Ủa đi đâu vậy? Quý. Đứng yên ngồi chứ. 5 minutes later. Ủa? Gì vậy? Bị tôi đá xong rồi khôn ra rồi đó. Tôi với anh đấu cùng đẳng cấp đâu? Phiền. Anh nó không lên đèn. À không. À ok. Đã lấy được bằng chứng ổng ăn cắp rồi nè, tí lộn. Cây. Camera. Đã lấy được bằng chứng camera. Camera ăn cắp. Đã lấy được bằng chứng camera. Cái gì vậy anh ơi? Đã lấy được bằng chứng ổng kia. Đồ ngu. Đồ anh hại. Mày đi. Anh bị giáp cái bằng chứng. Bỏ số đề đúng không? Đổi luôn. Wait a minute. Đã lấy được bằng chứng ổng ăn kia. Ăn cắp. Quyết. Cái chuyện này nó lạ lắm. Hả? Lạ lắm là lạ làm sao? Nó đi qua đây nè. Xong rồi bự kìa bá. Sợ lắm. Ủa? Gì vậy? Cái đầu nó bự. Cười cũng đúng. Nói chuyện cho đàng hoàng. Ủa cũng này xả mà, cũng này xả mà. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mày đi. Thường nó quấn cái gì ở bụng mà sao dày đấy cơ. Hứa mắt quá các ơi. Thôi quay ra nhìn kilo cái này. Rồi.